Rồi số 3 thì nó đã đi xíu dư ship bao nhiêu? Nó tắt xuống mát nè. Ship 25. Ship 25. Ship 25 chúng ta mở ship 25. Đây mở qua. Thế là nó chạm cái relay này xuống mát, thế là relay này lúc nào cũng đóng đúng không? Đúng chưa? Chúng ta mở lên, chúng ta sẽ check mã lỗi xem. Một đúng không? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Sao không có lỗi? Mở chưa? Mở rồi thì mới mở đó. Nhanh quá ông kìa. Thôi đúng nhiệt. C5 này. Phức tạp hơn nhiều. Đúng chưa? C5. 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 Vậy đụng một cái máy giặt mà chúng ta chết mọi lỗi mà nó ra C5 thì chúng ta biết à, thằng này DC cổng đảo đang bị hư. Nó làm cho relay này mở lên một cái relay này chạy liền. Đúng chưa? C5. Rất dễ không? Từng cái mà tách hết rồi. Ông ơi C5 kém mà. Đúng chưa? Rồi chúng ta tiếp tục lấy gì? Tới nhưng mà nó khác. Là cái tổng đảo của nó là cái relay khác. Rồi tới mạch gì? Mạch cung cấp gì? Cảm biến mực nước nè. Đây mạch cảm biến mực nước. Chúng ta có cái đó, 5 chân đúng không? 5 chân. Thấy 5 chân không? 5 chân. 3 chân bên đây là của cảm biến mực nước, 2 chân kế lại của gì? Của cảm biến gì? Thanh dung nhiệt. Thấy không? Đây chúng ta có cái đắt 5 chân này các bạn thấy không? Đắt 5 chân. Thì ba chân ngoài bìa của chúng ta là cảm biến mực nước, hai chân này là cảm biến gì, nhiệt độ của nước, có không? Có cảm biến nhiệt độ đây, cảm biến nhiệt độ nè, đúng chưa? Để chưa các bạn? Cảm biến mực nước, nước nóng. Chưa? Chúng ta tiếp tục cái gì? Tới gì? Cảm biến gì? Cảm biến mực nước ha. Cảm biến mực nước. Đây, cảm biến mực nước. Chưa? Vậy mà chỉ đúng. Đây cũng chỉ đúng luôn. Được chưa? Đây cảm biến mực nước. Như vậy chúng ta thấy cảm biến mực nước chúng ta là ba chân bìa. 1 2 3. Hai cái chân bên trong đây là gì? Cảm biến của thanh gì? Của gì? Của con cảm biến nhiệt độ của nước, đúng chưa? Bây giờ chúng ta gì? Chúng ta dùng cái ship 30 chúng ta ngắt cái đường gì, đường tần số phao đi về cho vi xử lý xem, ngắt ra xem nó có lỗi gì ha, con tắt thứ gì 30. Bảo hành bao nhiêu lâu vậy? Không có gì đâu.
Biết một nước á. Không cảm biết một đứa chúng ta phải đợi chút xíu ha. 31 hay 31 chưa? 31 này. Như vậy khi mà cái máy giặt Electrolux của các bạn mà gặp cái mã lỗi A31 này thì các bạn biết rằng cái đường tín hiệu phao cảm biết một nước nè về cho vi xử lý trên đoạn đường nó đi gì bởi vì một mạch hay đứt mạch gì đó hoặc là cái phao không có tần số. Ok, rất dễ đúng không? Được chưa? Rồi chúng ta tiếp tục cái mã lỗi với lại gì mạch gì từ mạch này với lại cái mạch này đúng chưa, nó sẽ liên hệ như thế nào ha. Chúng ta xóa mã lỗi đi cái nào. Tiếp tục cái gì, cái này chúng ta sẽ thấy đường giao tiếp của gì cái bo động lực ở dưới và cái bo ở trên bởi gì bởi cái đắt bốn chân. Thấy cái đắt bốn chân không, đắt bốn chân nè đúng chưa, thì cái đắt bốn chân chúng ta nếu chúng ta vô hiệu hóa một trong hai con này nó sẽ báo lỗi gì, lỗi giao tiếp ở 91 nè các bạn thấy không. Chúng ta thử vô hiệu hóa cái ship 33 coi, 33 rồi ta thử nha, mở lên ở đứng nó chớp liên tục nè các bạn thấy không, nó không có giao tiếp gì đồng bộ giữa hai bo với nhau, đứng nó chớp liên tục mở lên là nó chớp. Như vậy các bạn rút ra kinh nghiệm, nếu bạn vô nhà ta các bạn thấy đứng nó chớp cái này đó là đang bị lỗi mà chết chết mở lỗi nó nhấn vô chấp lại bao nhiêu lần các bạn tiếp xem ha. À, điểm bao nhiêu đỏ bao nhiêu xanh. chín mươi mốt đúng không? Đó là lỗi giao tiếp giữa bị gì, bị gián đoạn giữa gì bò đầu và bò đuôi. Yeah, rất nhiều ha. Giao tiếp đi hai bò nữa. Ok chưa? Vậy chúng ta chỉ cần nói lại thế là xong. 33 này.
hay cái đánh số nha. Đánh số nữa. Đâu đo được đâu, đâu biết nó thừa hay không thừa đâu. Thử. Bỏ vô mạch cắm điện đo, thằng đo thằng dưới. Một người đo, một người kích chứ. Có một nào á? Về xử lý điện thoại hay bên phía chỗ biết, kích thử được bao nhiêu vui biết. Nếu mà nó bình thường á. Có nhà sao anh? Nhà bò sống. Có bò sống rồi. 861, xe 61. Hỏi tôi cũng như không. Xe 61. Xe 61. Ừ? 861, xe 61. Xe 61. Chợ bò này nó mua một cái dân mới để nó cắm cho nó tất cả đây nè. Rồi chưa các bạn, như vậy các bạn nếu mà các bạn chịu khó mà các bạn vẽ nguyên một cái mặt nó ra, nguyên một cái mặt elast nó ra thì nó chỉ có nhiêu đây thôi mà các bạn đâu có ai chịu vẽ đâu, mình vẽ hết nguyên cái mặt này nè chỉ có nhiêu đây thôi và tất cả các lỗi nó đều ở trên đây hết. Chúng ta đã đi qua một vòng các bạn thấy dễ hay khó, thành hay bại là do mình á, giống do ai chứ á, thấy không? Thành công hay thất bại là do mình á, mỗi một cái mã lỗi nó có một cái con đường đi của nó. Các bạn đủ thừa mà các bạn sửa cái mo bo mà các bạn đủ thừa mà các bạn sửa không được là không phải chờ, không phải là tại số phận, không phải trời, không phải đất gì đây mà do bản thân mình không cố gắng. Được chứ? Đó. Do bản thân mình cố gắng. Các bạn cố gắng đi, vẽ một cái mặt này quyết tâm bằng được, chừng nào vẽ bằng được thì thôi, đúng không? Vẽ xong rồi trên đường mặt, bạn nào mình nói thẳng luôn, tuyên bố bạn nào vẽ được cái mặt này xong xuôi hết, mình sẽ giúp thằng đó làm chùm elast khu vực của thằng đó luôn. Mình tuyên bố vậy luôn. Chùm khu vực đó về mặt elast luôn, nếu thằng nào chịu ngồi vẽ hết mình sẽ hỗ trợ nó tới cùng về mặt elast. Chưa? Cố gắng không các bạn, có cố gắng tại vì mình đã làm được cái mặt như vậy rồi, mình phải hiểu nó dữ lắm rồi mình mới làm được vậy chứ không phải đơn giản, các bạn muốn làm thì làm đâu. À, các bạn cố gắng thử thêm nói những cái mặt như vậy, các bạn vẽ được cho mình một cái mặt. À, mình tuyên bố bạn nào vẽ được cái mặt này xong xuôi hết, biết được không? Chưa cái gì không, không đưa anh hai cái bò, một cái Hitachi, một cái Enzo á, mà không sửa được, mà nghe nói anh có cái bò phí bán là 800 mấy. Bò sang vô hả? Đúng rồi, với cái Hitachi anh đưa cho ai đây, đưa cho anh. Không, đưa cho anh nha. Quên anh này. Chờ chút xíu đi, anh chờ xíu, đang quay live trực tiếp, anh chờ xíu đi. Được chưa? Bạn nào chịu khó mà ngồi vẽ cái bo lại thì mình sẽ hỗ trợ cho anh. Cái bo này đúng. Khác nhưng mà nguyên tắc giống. À, nhìn coi phải không? Nè hai con. Y chang. Một con. Y chang luôn. Dạ. Thay vì cái này nó nằm riêng, còn nó đúng rồi, đúng rồi. Bo hai lớp mà. Bo riêng lớp. Cái này là đây là cái mô hình để chúng ta thấy rõ ràng là gì? Đứt đường mạch nào, báo lỗi đường mạch nấy, rất là sự thông sự cái gì, elast nó sẽ cấu tạo gì, như cái hồi xưa chúng ta cũng đã bàn qua. Nếu ba con điện trở báo về, ba con điện trở báo về, ba con điện trở báo về. Nhưng mà tính ra gì đó này dễ dễ hơn này, tại vì chưa chắc đâu à. Nhìn con linh kiện đi, nói chuyện. Tại vì nó có lớp bằng điện hai lớp tới được luôn. Hai lớp mày một lớp. Đuôi vậy. Hai lớp tí nữa. Ý là sao? Nó cũng vậy à. Ý là nó cũng khó như nhau á. Vậy thì sao này mua linh kiện nhiều. Ngày mua những cái kiến của thầy. Thôi chúng ta kết thúc rồi. Lớp keo này làm sao mình cạo này. Này làm có keo.